Chào mừng mọi người đến với Chu Art Channel. Mình là Chu và rất vui được gặp mọi người tại video này. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một bức tranh chủ đề đầy tâm trạng. Mình sẽ vẽ hình ảnh một cô gái đang ngắm trăng trên bãi cỏ nhé. Đầu tiên là phải vẽ cái khung tròn trước, rồi tiếp tục tô và vẽ phần nền đất. Phần này thì các bạn nên đưa nét chì theo một hướng nhất định để nền đất được tô đều và đẹp hơn. Vậy là đã hoàn thành xong phần nền đất, và để vẽ mặt trăng thì đơn giản chỉ là một đường tròn. Mọi người có thể vẽ đường tròn bằng tay hoặc là bằng compa cũng được nhé. Để vẽ ánh sáng tỏa ra của mặt trăng thì mình sẽ không tô chì ở bên trong viền tròn. Mình sẽ chỉ tô ở phần viền tròn bên ngoài. Để tránh sự di chuyển của tay có thể lên phần chì ra bên ngoài thì mọi người có thể lấy một tờ giấy trắng và kê lên nha. Nhân vật chính của chúng ta là cô gái đang ngồi trên bãi cỏ. Với nhân vật này thì mình sẽ bôi đen hết để trở nên nổi bật giữa bức tranh. Để bức tranh trở nên mềm mại và tự nhiên hơn thì mình sẽ vẽ thêm vài cây cỏ bông lau nha. So why are you acting like a fool? Trying my best to get you. Sometimes I feel that you're just cruel. Could you give me a sign or maybe write me a letter? I just wanna get closer to feel the heat of your sweater. But why? Why can't you just fall in love? You are what I'm looking for. Trong cuộc sống có rất nhiều điều khiến ta phải suy nghĩ và trở nên mệt mỏi. Nếu như không tìm được một người phù hợp có thể tâm sự cùng thì bạn hãy ra ngoài hít thở và hòa mình cùng thiên nhiên. Thiên nhiên luôn ở đó cùng bạn, lắng nghe và đồng cảm cùng với bạn. Những thứ xung quanh sẽ là liều thuốc tinh thần để bạn được tĩnh tâm, lắng nghe cảm xúc và những ý nghĩ từ trái tim mình. Với thiên nhiên bạn không hề cô đơn, thiên nhiên luôn chờ đón bạn để cùng tâm sự. Vì vậy mà hãy trân trọng những gì mà thiên nhiên đã tạo ra. I know what I'm looking for.
Vậy là mình và mọi người đã hoàn thành xong bức tranh này rồi. Hãy cùng mình ngắm lại thành phẩm nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video này và đừng quên nhấn like và nút đăng ký cho Chuột Art Channel nha. Hẹn gặp lại mọi người tại video sau. Bye!